Minh được tử vi mến chào các bạn, chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 10 tháng 11 năm Tân Sửu ngày này là ngày Ất Mùi tháng Canh Tý năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sa trung kim, ngày ất mùi, tức can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sa trung kim, kỵ tuổi, kỵ xỉu, quý xỉu, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, kỵ hợi, nhờ kim khắc mà được lợi ngày mùi lục hợp với ngọ tam hợp với mão và hợi thành một cục xung với xỉu hình xỉu hại tý phá tuất và tuyệt xỉu vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi kỷ xỉu quý xỉu tân mão tân dậu tuổi xung trong tháng tuổi nhâm ngọ bính ngọ giáp thân giáp dần về các sao tốt xấu trong ngày sau ngày có các sao tốt như sao cát khánh tốt mọi việc sao nguyệt giải tốt mọi việc sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao sáu trong ngày gồm có sao nguyệt phá sáu về xây dựng nhà cửa sao nguyệt hỏa sáu đối với sửa sang nhà cửa độ mái xây bếp sao nguyệt hư hay còn gọi là sao nguyệt sát xấu đối với việc giá thú mở cửa mở hàng sao ngũ quỷ kỵ về xuất hành sao câu trận kỵ về an táng sau độc hỏa sau đối với sửa sang nhà cửa độ mái xây bếp vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây bắc tài thần hướng đông nam và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2021 mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết như sau Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tý mùi tương hại. Cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được suôn sẻ cho lắm. Với bạn tuổi Tý nên cân nhắc trong từng việc của mình làm chớ có nên vội vàng với những quyết định quan trọng nhất định phải chờ đợi thời gian khác sẽ thích hợp hơn để tiến hành bạn tuổi tí nhé. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi tí lại đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn rất có thể sẽ phải nhận một vài thông tin không thích thú cho lắm. Bạn nên cố gắng dùng sự điềm tĩnh để quan sát thay vì vội vã đưa ra những quyết định, những bình luận, đánh giá của mình nhé. Và ngày này với bạn Thủ tí xem tử vi cũng chỉ ra rằng về phương diện tài lộc của bạn ở mức trung bình nhưng chi tiêu cũng khá nhiều, có hiện tượng lọ tài, phá tài, bạn cần phải thận trọng khi vay mượn về tiền bạc hoặc là cho người khác vay mượn. Công việc không được mấy thuận lợi, có họa thị phi liên quan tới tòa án, pháp luật, bạn nên thận trọng thì hơn. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tí đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc cái điều này cho thấy với bạn đang có nhiều tác nhân có thể khiến cho sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm. Do đó, trước khi đi ra ngoài, bạn cần nhớ là phải xem dự báo thời tiết để chuẩn bị về đồ đạc một cách cẩn trọng hơn vai tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính ban đầu bạn nên cẩn trọng tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy đừng quan tâm kẻ đang nói xấu sau lưng bạn tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa hãy tìm ra nguyên nhân gốc rễ đừng dễ dàng cho qua tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ tránh gây xung đột với người thân vì chuyện nhỏ nhặt tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc khi không tin tưởng thì không nên giao lưu nhiều bạn tuổi tý nhé về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 58, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cái điều này tác động không hề nhỏ lên vận trình của bạn ngày hôm nay vì vậy với bà tuổi Sửu không thể nào xem thường nó được do đó trong ngày này với bà tuổi Sửu nên hạn chế nói ra những ý kiến cá nhân của mình thậm chí với bạn tin rằng mình luôn đúng cũng bị người khác nhất quyết phủ định cho đến cùng mới thôi và ngày thứ hai này với bạn tuổi sửu lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này còn khiến cho bạn rất dễ mắc phải những sai sót và bạn đang có cảm giác rằng những người xung quanh không thực sự hiểu được những cảm giác lúc này của bạn và điều này khiến cho bạn không vui vẻ cho lắm Tuy nhiên, đơn giản là mọi người đều đang bận rộn với vấn đề của riêng họ và không thể nào quan tâm tới vấn đề mà bạn đang gặp phải được bạn tuổi xỉu nhé và trong ngày này với bạn tuổi sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này tác động khiến cho sức khỏe của bạn mệnh đang có sự giảm sút rõ rệt và không hề tốt cho những ai đang ốm bệnh do đó trong ngày này với bạn tuổi sửu nếu không có việc gì quan trọng thì nên ưu tiên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi hạn chế những việc gây thêm sự lo lắng muộn phiền cho mình bạn tuổi sửu nhé về từ vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim có sự hiểu nhầm khiến cho đôi lứa có sự tranh cãi từ vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy cứ nhờ người ta phần thắng sẽ tốt hơn từ vi tuổi kỵ xỉu thuộc mệnh hỏa không nên nóng nảy phân tích rõ tình hình từ vi tuổi tân xỉu thuộc mệnh thổ quan tâm nhiều hơn tới nửa kia từ vi tuổi quý xỉu thuộc mệnh mộc không nên đổ trách nhiệm cho người khác và đánh giá của bạn tuổi xỉu trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 47, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi dần, thứ hai, ngày 13 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang để cho những nghi ngờ có thể bủa vây trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này khiến cho bạn mất đi sự tự tin và bạn chưa sẵn sàng để giải quyết chúng dù vậy điều bạn muốn là chúng hãy dừng lại trong mọi tình huống thì với bạn tuổi dần hãy cố gắng để cho bản thân mình giữ được sự khách quan của chính mình và để giải quyết mọi việc một cách của bạn lĩnh nhất nhé và ngày này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có mộc thộ xung khắc lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên biết nín nhịn đúng lúc trong ngày hôm nay nhất là đối với người bạn đời của mình đừng có cố gắng thắng cuộc trong khi kết quả vẫn là gia đình già nứt nếu như họ làm sai thì thời gian sẽ chứng minh điều đó do đó với bạn tuổi dần chỉ cần biết im lặng vào cái thời điểm này sẽ tốt hơn nhé xem tử vi cùng cho thấy hôm nay là ngày mùng 10 tháng 11 năm Tân Sửu với bà tuổi dần đang phải chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao Nguyệt Phá, sao Nguyệt Hỏa, sao Nguyệt Hư, sao Ngũ Quỷ, sao Câu Trận, sao Độc Hỏa. Theo nhị thập bát tú hôm nay cũng là ngày xấu vì vậy với bà tuổi dần nên kiên cử những công việc như là cưới gã, trổ cửa, dựng cửa, khai ngoài về phong thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lốt giường các vụ việc khác cũng không được tốt cho lắm nhất là phải nhớ đại kỵ việc trôn cất bạn tuổi dần nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa đừng quá rời xa những giá trị thực tế đang hiện hữu tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ tránh việc nghi ngờ những người xung quanh bạn tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc hạnh phúc là do bạn nắm giữ hãy biết trân trọng nó Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim hãy nhìn nhận xem bản thân mình đã sai suốt ở đâu về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 69, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ vi tuổi Mão, thứ hai, ngày 13 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cái điều này giúp cho bà tuổi mão cảm nhận được rõ ràng hạnh phúc mà mình đang có là hơn bao giờ hết với bà tuổi mão cảm thấy trân trọng những gì mà người bạn đời đang làm cho mình còn đối với những ai đang còn độc thân cũng có được cơ hội tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp với mình trong các cuộc gặp gỡ giao lưu với bạn bè trong ngày hôm nay và với bạn tuổi mão, đây thực sự là một ngày thú vị khi mà với bạn đang có xu hướng quan tâm tới những gì người khác làm thay vì tập trung vào kế hoạch riêng của mình. Đây cũng là ngày mà một số hoạt động mới mẻ nhờ có được thực thần đem đến cho bạn, có được những lợi ích thú vị nếu như bạn chủ động và quan sát kỹ sẽ có được cơ hội về cho mình. Và với ban tuổi mão, bạn là người linh hoạt trong cách xử lý, nhanh nhạy với thời cuộc nhờ thế mà kiếm được không ít tiền bạc về cho mình trong ngày hôm nay nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bàn tuổi mão, lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy, thời gian này, bạn mệnh đang có phần chủ quan và không chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình đúng cách. Thậm chí có lúc bạn quá bận mà quên ăn, lười đến phòng tập đã đến lúc chấn chỉnh lại tinh thần để tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cho mình rồi đó bạn tuổi mão nhé về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy nhanh nhạy với thời cuộc nắm bắt được thông tin kiếm được không ít tài lộc về cho mình từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa tránh cố chấp cứng đầu sẽ không ai muốn tiếp xúc từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ sáng suốt khi đưa ra được những quyết định về đầu tư từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nên lắng nghe và thấu hiểu cha mẹ con cái hơn từ vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim nhận được sự giúp đỡ nhờ mối quan hệ đáng tin cậy về đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 44 số 64 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu hồng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Tỵ từ Vi Tuổi Thìn thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà Tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là bà Tuổi Thìn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Đây là ngày của công việc. Tuy nhiên, với bà tuổi Thìn dù có bận rộn đến mấy đi chăng nữa, cái điều quan trọng đối với bạn lúc này là đánh giá những thành quả mà mình đã đạt được. Vì sao mà bạn lại làm điều đó? Chính nhờ thế mà bạn sẽ biết được mình cần phải làm gì cho tương lai của mình bạn tuổi Thìn nhé trong ngày này với bạn tuổi thìn đó, lại đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này khiến cho vận khí thất thường tâm lý của bạn trong ngày hôm nay không được ổn định cho lắm trong người hay cảm thấy mệt mỏi cáu kỉnh và bạn tuổi thìn nên lưu ý tránh tác nhân tiêu cực ngoài ra cũng đừng quên dành nhiều thời gian để ở một mình sẽ giúp cho bạn dễ tĩnh tâm trở lại và trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Trong ngày này với bạn tuổi thìn, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc, tài thần, hướng chính nam. Và đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi hơn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa đừng hứa hẹn khi bạn không chắc chắn về tương lai tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ dự vững quyết tâm và tinh thần lạc quan tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không nên cố tình lờ đi những xích mích về tình cảm tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim bạn có khả năng giúp đỡ nhiều người hơn bạn nghĩ tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tránh đánh giá tiêu cực vội vàng về ai đó và đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 11, số 57, giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, màu tím, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có tam hội phù trợ, cái điều này mang đến cho bạn có cảm giác như thế là có người bạn yêu thương bạn đang quan tâm tới bạn nhiều hơn mức cần thiết và có lẽ điều này sẽ khiến cho bạn không được thoải mái cho lắm. Và đây cũng là ngày tốt cho các hoạt động chia sẻ giữa hai phía nhờ thế mà các bạn có thể hiểu nhau nhiều hơn nữa nhé trong ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ bạn lại đang có được báo hiệu có nhiều vận may về tiền bạc ghé thăm khi bạn tuổi tỵ đang có được chính tài trợ lực nhưng vận may này là do chính bạn tạo ra chứ không phải là từ trên trời rơi xuống như mọi người vẫn nghĩ do đó với bạn tuổi tỵ hãy biết trân quý từng đồng tiền mà mình làm ra đừng có vội mua sắm để thỏa mãn niềm vui nhất thời của bản thân mình ở thời điểm hiện tại bạn tuổi tỵ nhé và ngày này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa thổ tương sinh đây là dấu hiệu tốt cho thấy đối với những ai đang ốm bệnh sẽ nhanh phục hồi về sức khỏe nếu như bạn đang có ý định tập luyện thể dục thể thao cân đối lại chế độ ăn uống thì thời điểm này sẽ rất phù hợp để cho bạn mệnh thực hiện và nếu có thể hãy rủ một người bạn để hai người cùng quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng hay là giảm cân đề ra thì sẽ rất phù hợp với bạn nữa nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, mở rộng tiếp xúc và giữ quan hệ với những người đáng tin cậy. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, có được cơ hội gặp gỡ quý nhân, giúp hóa giải những căng thẳng. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, bạn biết cách làm cho mọi người vui bằng sự chân thành của mình. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, tránh đối đầu vì chuyện nhỏ nhặt không đáng quan tâm. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, hãy biết lắng nghe lời khuyên của người có kinh nghiệm hơn mình và đánh giá của bà tuổi tỷ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 35, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Ngọ, thứ hai, ngày 13 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tử ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành ngọ mùi hợp nhật nguyệt cái điều này khuyến khích bạn tử ngọ nên gia tăng sự kết nối làm quen và mở rộng mối quan hệ xã giao của mình hơn nữa với bạn tử ngọ đang có được cơ hội cao sẽ tìm được đối tượng phù hợp để hợp tác làm ăn đầu tư trong thời gian này nữa và hôm nay với bạn tuổi ngọ đang có được báo hiệu rụng rĩnh về tiền bạc khi bạn có được nhiều nguồn thu nhờ có được thiên tài thúc đẩy mà phát triển lên rất nhiều. Tiền bạc là một vấn đề quan trọng trong đời sống nhưng với bạn tuổi ngọ đừng vì thế mà bỏ qua các giá trị quan trọng khác. Hẳn nhìn với bạn muốn có thêm tiền bạc nhưng cũng đừng quên đời sống tình cảm đóng một vai trò quan trọng không kiếm trong đời sống này nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này mang tới cho bạn có được nhiều niềm vui liên quan tới sức khỏe của bản mệnh. Một số người bệnh đã tìm được bác sĩ có tâm để giúp đỡ và trong ngày hôm nay bạn tuổi Ngọ cũng nhiệt tình tham gia các hoạt động thể dục thể thao khi bạn luôn có cảm giác mình thật sung sức nữa nhé. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, bạn chẳng cần phải chứng tỏ khi ai đó biết về khả năng của bạn. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, có người tháo hiểu và gợi ý cho những kinh nghiệm quý giá. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, công việc tiến triển theo đúng như kế hoạch. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, vợ chồng yêu thương nhau khi đồng lòng vượt qua sóng gió. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Về đánh giá của bà Tứ Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 33, số 69, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tỵ. V tuổi Mùi thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Mùi cho chúng ta thấy là cách thể hiện của bạn túi mùi trong ngày này khi mọi thứ có thể không giống như những gì thuộc về bản chất của bạn bởi bạn đang phải chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh và điều này có thể làm cho ai đó không hài lòng về bạn. Bạn túi mùi hãy nhớ rằng nếu bạn chỉ mãi chạy theo những cảm xúc bốc đồng thì có thể sẽ không đạt được những thành quả giá trị trong công việc ngày hôm nay. Và với bạn túi mùi, ai đó từ chối đưa ra lời mời dành cho bạn và điều này ban đầu có thể làm cho bạn tức giận. Tuy nhiên, bạn hãy quên việc đó đi và tập trung cho việc lập kế hoạch của riêng mình. Bạn sẽ thấy thời gian trôi qua không thể lãng phí chút nào nhé. Và xem tử vi cũng cho thấy, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 11 năm Tân Sửu, Theo Hải thượng lạn ông, ngày này nhân thần nằm ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân, vì vậy với bạn tuổi Mùi nên tránh mọi sự tổn thương va chạm, mộ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Và ngày này, với bà tuổi mùi cũng đang phải chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao nguyệt phá, sao nguyệt hỏa, sao nguyệt hư, sao ngũ quỷ, sao câu trận, sao độc hỏa. Vì vậy, với bạn, không nên thực hiện những công việc quan trọng như thế là khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà trong ngày hôm nay để tránh rủi ro xảy ra với mình về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có những suy nghĩ của bạn chỉ mang tính chất chủ quan tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy có may mắn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa dễ vướng phải tranh chấp vì thiếu hiểu biết tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ chấp nhận sự thiếu sót của bản thân như là chuyện đương nhiên tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc tránh gây thêm hiểu lầm trong ngày hôm nay và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn số 12, số 25, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dần. Từ vi tuổi Thân, thứ hai, ngày 13 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi thân càng say mê với công việc khi bạn muốn tự tin với những gì bản thân mình làm được và với bạn tuổi thân á đừng chỉ chăm chỉ vào công việc ngày hôm nay một số hoạt động bổ sung có thể sẽ giúp ích đáng kể cho tinh thần thể chất của bạn vì thế bạn hãy ra ngoài để cho mình có được sự thư giãn một chút để cho tâm hồn của mình nhẹ nhõm hơn nhé và ngày này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng. Cái điều này sẽ hỗ trợ cho mối quan hệ của bạn mệnh được cải thiện rõ rệt. Khi trò chuyện với ai đó trong ngày hôm nay, bạn tuổi thân nên biết lắng nghe nhiều hơn để có được sự tháo hiệu vấn đề mà họ chia sẻ. Đôi khi đối phương không cần tìm những giải pháp, chỉ tìm người nghe họ như vậy thôi cũng đã đủ rồi. Trong ngày này với bạn tuổi thân, công việc có sự mở mang, thay đổi nhưng có nhiều bất lợi nên tiến hành mọi việc chậm nhưng chắc sẽ tốt chờ vận khí lên, gặp thời mới mong đổi vận, thận trọng trong hợp tác làm ăn, hùn hạp, đầu tư kéo lại xảy ra xung đột vì lợi ích dẫn tới kiện tụng, pháp luật. Và ngày này với bạn tuổi thân cũng nên kiên cự những công việc lớn nhất là xuất hành, đi lại hay là chôn cất nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy luôn quan tâm tới suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nhận được sự tin tưởng của mọi người trong cuộc sống. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ gặp nhiều may mắn khi bạn tự tin hơn. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc hãy thôi nhìn về những tác nhân tiêu cực. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim có xu hướng tự cô lập bản thân mình vì thiếu sự hòa đồng và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 13 số 37 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu tím quý nhân phù trợ tuổi Hợi tuổi Tỵ Từ vi tuổi giàu thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi dậu cho chúng ta thấy là với bà tuổi dậu đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi dậu có được cơ hội truyền cảm hứng, phát huy được khả năng sáng tạo của mình trong cuộc sống và bạn tuổi dậu có thể sẽ thực hiện được một số kế hoạch được đề ra từ trước một cách dễ dàng vì có được sự chuẩn bị chu đáo, cẩn thận từ trước của mình nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này mang lại cho bạn mệnh có được sự thân quyên gần gũi, thậm chí là người mới gặp cũng có cảm giác là bạn đã quyên từ lâu rồi và hôm nay rất tốt cho việc kết nối, mở rộng mối quan hệ cho bạn. Việc này tốt cho cả chuyện tình cảm lẫn công việc nữa bạn tuổi Dậu nhé. Và ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 10 tháng 11 năm Tân Sửu thiêu hải thượng lạn ông. Ngày này, nhân thần nằm ở thắt lưng, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân. Vì vậy với bà tử dậu nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Quan về phương diện tài lộc của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này, tài lộc của bạn không được như ý chua lắm, có hiện tượng phá tài, không nên tiến hành về đầu tư, nhất là đầu tư các hạng mục có tính mạo hiểm cao và sự biến động lớn như là bất động sản, cổ phiếu, chứng khoán để hạn chế rủi ro xảy ra với mình bạn tuổi dậu nhé. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy nhìn nhận vấn đề trước mắt rõ ràng để tự tin hơn. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có người hỗ trợ giúp đỡ rất nhiệt tình nhưng vẫn cần phải cẩn trọng tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ tránh tin người khi bạn không đủ thông tin tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc tình cảm hài hòa và hạnh phúc trọn vẹn tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tin tưởng vào năng lực của bản thân về đánh giá của bà tử dậu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm Năm sao, con số may mắn số 45, số 96, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tốt thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tốt cho chúng ta thấy là bà tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo có người nhờ cậy về chức quyền để hãm hại bạn khiến cho bạn rất dễ nổi nóng tức giận trong ngày hôm nay tuy nhiên việc này chỉ khiến cho sự việc trở nên tồi tệ hơn mà thôi do đó lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi tuất là nên biết kiềm chế cảm xúc của mình để hạn chế những rắc rối không đáng có có thể xảy ra với mình nhé và ngày này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh. Cái điều này mang lại cho bạn có được năng lượng dồi dào trong ngày hôm nay. Cảm giác ai đó đang khó khăn và cần tới sự giúp đỡ của bản mệnh. Trong khi bạn đang cố gắng làm một điều gì đó để có thể hỗ trợ cho họ nữa rồi nhé. Tuy nhiên, á, điều này có thể khiến cho bạn mất đi sự tập trung vào những thứ thực sự quan trọng. Vậy thì, với bạn tuổi Tuất hãy tự hỏi mình xem đầu tư thời gian, công sức tiền bạc của bạn có thực sự đúng hướng hay là không. Nếu cần thay đổi thì hãy tìm cách thay đổi theo chiều hướng tích cực bạn tuổi tốt nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, sự nóng nảy của bạn là tác nhân hỏng việc. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, giúp ai thì giúp cho đến cùng, cho đi một cách vô tư. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, luôn có những người bất đồng ý kiến với bạn. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim hay chần chừ do dự, thiếu đi sự quyết đoán, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, vợ chồng không nên cãi cọ, chiến tranh lạnh với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 71, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi dậu. từ vi tuổi hỏi thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hỏi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hỏi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mạo mùi phù trợ. Cái điều này cho thấy đây thực sự sẽ là một ngày với nhiều cảm xúc lãng mạn dành cho bạn tuổi hợi. Điều kiện là bạn sẵn lòng thay đổi mình một chút để có thể đáp ứng được mong đợi kỳ vọng của đối tác và dường như đây sẽ là một ngày với nhiều cảm xúc tốt đẹp dành cho bạn hạnh phúc lãng mạn ở bên người ấy nữa nhé trong ngày này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này khiến cho bạn trở nên bận rộn hơn nhưng kỳ thực là có những điều mà bạn không muốn nghĩ tới và bạn dùng những sự hối hả này để chia giấu đi những cảm xúc thực của mình đang có nữa. Quan về phương diện tài lộc của bạn tuổi hợi trong ngày này, duy trì ở mức bình ổn, chưa có sự đột phá bất ngờ nào, tiền không tự nhiên mà bay vào túi. Cho nên, với bạn tuổi hợi cần phải chủ động để tìm kiếm cơ hội làm giàu cho mình. Với những ai còn chưa xác định được phương hướng về nghề nghiệp thì bạn cần phải nhanh chóng thay đổi, kéo lại bộ lỡ mất nhiều cơ hội tốt đến với mình nhé. Vài từ tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa hãy thử tham khảo ý kiến của những người có giàu kinh nghiệm tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ hãy kiểm điểm bản thân mình trước khi trách oán người khác tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc chứng minh cho mọi người xung quanh thấy mình là ai tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim hạnh phúc có được là do chính bạn kiến tạo nên tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy đôi khi bạn cảm thấy lạc lối và không biết nên tiếp tục ra làm sao Vài đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 59, số 74, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.